tranh suất cho con vào trường mầm non. Nhiều phụ huynh dở khóc dở cười. Nếu nghĩ việc chạy đua để con được vào học ở trường công, trường điểm là chuyện của các cấp học 1, 2, 3, thì nay, nhiều phụ huynh bất ngờ khi biết một trường mầm non tại quận Hoàng Mai, Hà Nội phải sử dụng hình thức bốc thăm may mắn để chọn ứng viên vào trường. Cụ thể, trong 2 ngày 27 và 28 tháng 8, khoảng 700 phụ huynh phải bốc thăm để giành suất cho con vào trường mầm non Hoàng Liệt. Trước đó, đại diện nhà trường cho biết, vì số đăng ký học ở trường gấp đôi chỉ tiêu, nên ban giám hiệu chỉ còn cách mở các đợt bốc thăm. Điểm trường sẽ tổ chức 2 vòng. Vòng 1, các phụ huynh sẽ bốc thăm số thứ tự. Vòng 2 sẽ bốc thăm kết quả. Trên phiếu kết quả sẽ ghi 2 nội dung khác nhau. Phiếu đổ là phiếu ghi chúc mừng bé đã trúng tuyển vào trường. Còn lại, nếu bốc được phiếu, rất tiếc bé không trúng tuyển vào trường, phụ huynh phải tìm trường ngoài công lập cho con. Buổi bốc thăm thu hút đông đảo phụ huynh, nhiều người có mặt từ sớm với mong muốn có được kết quả tốt cho con em của mình. Mình đến đây từ lúc 7:30 và hôm nay đến để đây trong nhà để bốc thăm để cho xem trúng thưởng để cho con được vào đi học. Kết quả hôm nay thì lại rất là tốt, nên mình là con mình đã được trúng để đi học. Nói chung là gian truân lắm, về bây giờ cũng là 80 mà chợ đến gần 170 mấy cháu. Thật sự là cũng là rất là cũng kiểu lo sợ cho nên là chẳng may thôi. Nhiều mẹ như nhiều bố mẹ thì cũng nói là thôi đen thôi đỏ quên đi. Nhưng mà thôi nói chung là cũng bốc được cái trúng tuyển này là cũng là sướng lắm đó. Cái thì cũng chia sẻ đây thì mình cũng cả vợ chồng cũng chỉ là công nhân, cũng là mức lương làm sao để đủ tư để chi tiêu cho gia đình. Hiện tại là trường tư thì ra là cũng là giá hơi cao, nhưng mà cái hệ thống thì nó sẽ là không biết là nó tốt hay không, nhưng mà trường công thì nó được giảm cái gọi là cái tiền là vợ chồng cũng như là tiền công nhân và đi làm vất vả. Thì mình thì phía trước này thì nghe các bố mẹ đi trước thì nó cũng nói là tầm hơn 1 triệu một tháng, còn trường tư thì là cũng phải tầm 3 triệu 3 triệu rưỡi. Một số phụ huynh sống tại phường Hoàng Liệt khá bức xúc, cho biết gia đình họ nhiều thế hệ đều học tại địa phương, nay phải thực hiện thủ tục bốc thăm mới được vào học. Chưa kể nếu bốc trúng kết quả không may lại phải vất vả tìm trường cho con, đưa đón khó khăn. Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai là khu vực có tốc độ tăng dân số nhanh. Trường mầm non Hoàng Liệt là trường công lập duy nhất với 4 cơ sở. Trường mầm non Hoàng Liệt chỉ có thể đáp ứng nhu cầu học tập cho gần 20% trẻ, còn lại các trẻ phải học tại các đơn vị ngoài công lập.